Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai khắp toàn quốc. Thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn cây An Mộc Viên và đang đứng trước vườn cây của bạn Lương. Thì quý vị biết là vườn cây của bạn Lương có khoảng mấy trăm những tác phẩm và phôi hoa xanh Nam Điền. Ở bên cạnh đó, bạn Lương còn có một cái dàn xanh quê. Bà Sa Đa Huy hôm nay khám phá được một cái dàn xanh quê của bạn ấy, phải nói là rất là chất lượng. Thế thì cái chất lượng như thế nào và quý như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến từng cây để khám phá, để chiêm ngưỡng, xem bạn ấy đang chơi, đang nuôi dưỡng và đang ấp ủ những cây xanh quê chất thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến và cảm nhận một cây xanh quê, dòng cây Phúc Am, một dòng xanh quê quý của Linh Bình. Cây này là một trong những cây xanh quê Bà Sa Đa Huy đánh giá rất là cao, từ form dáng đến tỷ lệ. Thì tuy thì cây này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng quý vị ơi, quý vị nhìn thấy cái cấu trúc thân, phải nói là rất là quý. Đường thân rồi tay chi hóa rất đẹp. Và để hiểu rõ từng cây thì chúng ta sẽ gặp và trò chuyện với bạn Lương, chủ vườn, quý vị nhé. Rồi, xin chào. Chào Lương nhé. Bạn Huy, và xin chào tất cả các anh em chơi cây trên cả nước. Thì thực ra cái cây xanh Phúc Am này thực ra thì nó xuất phát từ Ninh Bình. Bạn chị bạn mua được. Thế hả? Đấy, thì cái cây này lúc đấy nó theo như mình đây nhận thấy thì nó là như kiểu một cái cây tán tầng. Đấy, nó như kiểu một cái cây tán tầng. Đấy, nó có các tay tầng dưới và những tầng trên này, nhưng mà sau khi nó hóa đi đấy, thì cái cây này lúc các bạn ấy mua là được là của một cái nhà bác Trương rất lâu, thế nên là khi mà cái lúc bác ấy chuyển lên Hà Nội thì bác ấy để ở dưới đấy, thì thấy mình nghe thì là bạn ấy nói lại như thế, thì nó cũng bị hoang hóa, thế nên nó bị phá lung tung. Thì khi bạn ấy mua được thì mình thấy già, thế là mình cũng mang về mình chinh phục. Thì khi trong quá trình chinh phục cái cây xanh quê Phúc Am này thì mình thấy nó khá thú vị ở cái là khi nó có tuổi thì nó chùn rất đẹp rồi, nhưng khi mà cái cây mà nó còn non ấy, thì nó rất là xanh. Đấy, thì mình nhìn là những cái cây của những bác hoặc anh em ở vườn cùng ở đây thì là cái tuổi nó chưa cao lắm thì cái màu da nó xanh. Đấy, nhưng khi nó vào già rồi thì thực sự ra thì cái chất da của cái xanh Phúc Am này nó thật sự là rất là đẹp. Đấy, nó da nó cứ trắng mà cây của mình rất khỏe. Đấy, nhưng mà da nó cứ trắng mà nó cứ già đâu là nó chùn nhút lên đấy. Nó cũng có những cái nét chùn da voi này, không khác cái Nam Điền. Cái dòng da dày đúng không? Đấy. Thế mà cây này thì về bạn được mấy năm rồi? Thực sự ra thì cái này là mua lại của bạn chị từ năm 2019. 2019 thì đến nay 5 năm rồi. Đến 5 năm rồi. Thì nói chung là các bông tàn thì lúc mua về thì nó làm cái phôi mà hoang hóa. Đấy là bị bỏ hoang cũng mất thời gian dài. Rồi. Thế nên là về thì cũng trồng chăm sóc lại. Thì cái cây xanh Phúc Am này nó có một cái đặc điểm là nó không bỏ dăm mà nó lên khỏe lắm. Nói chung là nếu mà mình cắt cùng Nam Điền thì có khi nó còn đẩy lá, đẩy đọt trước cả Nam Điền luôn. Phải nói sờ cái lá này Lương ơi. Sờ cái lá dày bịch. Đấy. Quý vị nhìn thấy cái lá, phải nói lá rất dày quý vị nhá. Và cái mầm này, cái mầm rất là mập. Đấy, nó cũng không vươn đâu. Đấy, nó rất là mau này. Đúng rồi. Nó mau, mầm mập và răm dày. Đấy, răm rất dày mà mau. Đấy, cho nên là cái giống xanh quê này thật sự là mình thấy là rất là thích. Và mình thấy là nó cũng là quý đấy. Đến với vườn bạn thì mình ấn tượng cái dàn cây xanh Nam Điền của bạn là cũng có mấy trăm cây rồi. Nhưng mà bên cạnh đó bạn chơi xanh Nam Điền nhưng bạn vẫn sưu tầm những cây xanh quê chất về bạn chơi, bạn nuôi. Thì quan điểm của bạn nhận định xanh quê thì như thế nào và Nam Điền như thế nào? Thực sự ra thì theo đối với mình ấy, thì mình cũng là đam mê và yêu cây. Thì đã yêu cây rồi thì mình không phân biệt được nó là chủng loại là cây gì. Mà quan trọng nó là nghệ thuật và đẹp thôi. Thì mình chơi. Và cái xanh quê này thì nó cũng có rất nhiều giống xanh quê. Đấy, nhưng có những cái giống xanh quê thì rất là khó làm răm.
Đấy, nhưng ngược lại thì nó khó làm răm, nhưng mà có những cây thân nó rất là đẹp. À. Đấy, nhưng rất khó làm răm, thì những cái cây đấy thì nó cũng khó chinh phục. Đấy, thì có thể là mình cũng phải cân nhắc khi mình chọn cái cây đấy để mình chinh phục lâu dài hay không. Thế còn nếu mà mình chơi, mình không quá đặt nặng vào tỉ mỉ như là phải cắt răm nó phải cùn hay như thế nào thì mình vẫn chơi được. Vì thực ra thực tế là cái bệ và thân của nó đẹp thì mình vẫn chơi bình thường. Rồi. Vì mình chơi đây là chơi nghệ thuật. Đấy, thì mình vẫn chơi bình thường. Thế còn cái vấn đề ví dụ như là Nam Điền thì nó cũng có những cây xấu mà. Đấy, chứ không phải là Nam Điền có cây đẹp hết. Mà cũng không phải là Phúc Am hay là Lá Móng cũng đều có cái đẹp hết, đều vẫn có cây xấu. Thì chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm để chúng ta định hướng và chúng ta chăm sóc, chúng ta xây dựng lên một cái tác phẩm để chúng ta chơi thôi. Đấy. Thế còn như chơi thì kể cả đa hoặc si, lá nó to vậy hoặc là đề vẫn là những cây đẹp để chơi mà. Đúng rồi. Đấy. Kể cả Lam Điền thì chúng ta vẫn phải chọn cái chất đẹp chúng ta chơi mà. Đấy. Thế thì quê chúng ta cũng phải chọn. Đấy, thì mà quê mình nghĩ là còn chọn kỹ hơn Nam Điền. Đấy. Thì xanh quê thì thực ra đấy thì là mình thì cũng có một số sưu tầm được một số những cái cây. Đấy, như cái đây, cây này. Quý vị ơi, đây cũng là một cái dòng xanh quê Bà Sa Đốc Huy cho là một cái dòng xanh quê quý này. Quý vị nhìn cái chất lá. Và đây cũng là cái cây xanh cổ quý vị nhá. Bạn Lương đang nuôi dưỡng ở đây. Như cái cây xanh này thì thực ra là cái cây này là của bác Ngừng. Của bác Ngừng, bác ấy đang ở vườn ăn Mục Viên này. Thì bác làm cùng tất cả các bác ở Hà Nội này, cũng đã kinh qua rất nhiều vườn ở trên phố. Và mình cũng chưa hiểu được là cái tư duy của bác ấy. Bác làm cái cây này cũng lâu rồi. Đấy, cả như hôm bác Thọ bác ấy qua đây thì mình hỏi ấy, thì bảo là cái cây này bác Ngừng bác làm rất lâu rồi. Nhưng cái tư duy của bác là bác ấy làm lại không chia bông như kiểu các bác ngày xưa làm, hoặc các cụ ngày xưa làm. Mà bác làm theo một cái lối mới. Mà đây nó già tận răm đây rồi này. Đấy, nó già tận tay, nó lấy hết cả đây rồi. Chỉ đấy thì cái này nó phải rất lâu rồi. Và bạn ơi, mình thấy là cái mầm thở này, cái xanh quê gì mà mầm thở chi chít thế này. Cái cây này thì nó là mau cái mầm thở. Mỗi một lần mà xuống lá ấy, thì nó đẩy kín mầm trong thân luôn. Đây là mình đã cắt đi một lần rồi đó. Khủng khiếp thật. Mình cắt đi một lần mà nó đẩy lần thứ hai đó. Đẩy lần thứ hai cái mầm nhỏ này, nó đẩy lên ấy. Cây này răm rất dày quý vị nhỉ, lá đẹp. Thế thì đây là cái chất liệu xanh quê quý. Chất liệu này, chúng ta chưa nói đến nét nghệ thuật đâu, đây, form dáng đâu. Cái da nó chùn. Còn đây, nó già nó chùn mà. Đây là những vàng. Cái đường nét cổ kính, tuy hơi rậm một chút. Những cây này hiện nay hóa, một cây hóa giang làng. Những cây đường nét cột kèo khá ấn tượng. Form thì cây vừa phải, cao khoảng độ 1m1. 1m1 thôi. 1m1 dáng làng quý vị nhá. Cũng được ngồi đá. Mà cái nét đá này thì ngày trước cây ngồi đá hay là... Ngày trước thì đã ngồi đá rồi. Ngồi đá. Nhưng mà khi mình mua về thì bác ấy làm nó hơi đơn giản một chút. Thì mình nhờ anh Thành đá như cài lại thêm. Cho nó nhìn cho nó phong phú hơn một chút. Cái này thì cái nét đá mới làm 125. Nét đá làm rất đẹp, anh Thành anh làm rất đẹp quý vị ạ. Thì cây này trong tương lai chắc là mình sẽ quay lại thả nước. Vì mình đang muốn để cho nó siết cái rễ nó chặt vào một chút đã. Ok bạn. Siết nó chặt một chút xong thì mình sẽ quay lại mình thả nước. Mình thấy vườn bạn cũng khá nhiều xanh quê đấy. Thì chúng ta sẽ đi khám phá một số cây nữa để bạn nhỉ. Này thì chúng ta sẽ khám phá bạn Lương. Xem bạn ấy cất giữ xanh quê những cây chất thế nào. Đây, ví dụ như là một cái cây xanh quê này nó cũng là một giống xanh quê. Cây này là cây hòn đá hay cây bạn? Bạn ơi. tại vì là thấy là cắt hết lá rồi. Nó có mỗi một cái gốc cây mà sao nó lại già thế này, nhìn như cục đá ấy quý vị ạ. Quyện mấy đá. Không biết là cứ nhìn xa tưởng là bạn ấy đang chơi đá nghệ thuật cơ. Thì cái đây nó rồi ơi, đây nhìn thế này, một cái giống xanh quê. Một cái giống xanh quê này cái lá nó cũng rất là dày và xanh. Đấy, vào mà mầm nó cũng rất là mau. Nó rồi nhìn cái không kém cái xanh Phúc Am là nhìn mấy. Cái chân này nổi lu này, thích quá này. Nhưng mà cái chất xanh này thì nó lại là nó đẩy nu. Nó đẩy nu lu từ rễ lên thân. Ui rồi, tất cả là củ gừng hết này, củ gừng từ rễ này bạn ơi. Để
những cái rễ này nó ra là nó cứ cục cục hết rồi lên đấy, cứ củ gừng củ tỏi hết này. Đây là quý vị này, vung quanh này, cứ lổi lổi mụn lên, nhìn thích quá. Ở đây là một cây bạn đang xây dựng quý vị nhé, một cái quê già lắm quý vị ạ, già hóa thạch rồi. Cái cây này là mua từ Phú Thọ. À, cái này là mua từ Phú Thọ. Đoan Hùng gốc này, gốc cây là gốc của Đoan Hùng Phú Thọ. À, thế hả? Đấy thì còn cái anh ấy có bán lại cho thì anh ấy nói là có một cái cụ chơi cụ thả nước. À, thế xong khi cụ ấy có tuổi rồi thì cụ ấy, anh ấy bảo là cụ theo đuổi nhiều năm đấy, thì mới mua lại được của cụ ấy. Đó, chúng ta đến anh về anh thu đi, đến ngắm một số cái cây xanh quê tầm trung đang ở trước cửa cái không gian uống nước của bạn ấy. Một cây xanh quê hoàn thiện rồi. Cây này thì cái đường thân khá là dị quý vị nhá. Thực ra cái thân nó thì nó ở trong này, nó đằng này. Như đây nó là cái rễ. À đây là cái rễ. Cái rễ nó tràn cái chậu. Đây cái thành chậu đây. À. Đấy nó tràn cái chậu, nhưng mà cái rễ này nó lại là cái điểm nhấn của cái cây này. Rồi. Đấy. Có những cái rễ đặc biệt xấu không? Nhưng mà có cái rễ ở đây nó dẹt và nó làm cái điểm nhấn của cái cây này. Đấy cái cây này bạn thấy không? Nó là một cái cây xanh quê mà cái chất lá nó rất là đẹp này. Quý vị có thấy cây này đặc biệt không? Đấy, nó lá nó dày mà nó mau răm lắm. Chất lá, lá mũi hài, lá phẳng, lá dày. Và đường thân lại nghệ thuật nữa. Thì chúng ta phải trân trọng cái giá trị mà tác phẩm mà cho chúng ta. Còn đây nữa, đây là một cái sân quê được các cụ chơi rất lâu trên non bộ. Quá già rồi quý vị ạ. Đây là mộc thạch tương sinh đây nhỉ. Nó quành hết vào nhau rồi. Và quý vị nhìn thấy cái chất lá. Đây cũng là cái chất lá chúng ta đáng để sưu tầm, đáng để chơi. Nó bé bé mà nó cục, nó cứ cục cục hết rồi đây. Nó già nó cục hết lại. Đây là cây xanh quê các cụ ngày trước đã chơi trên non bộ quý vị nhỉ. Và những cây hoàn thiện của bạn Lương. Thế vào bên cạnh hoàn thiện thì còn những cái phôi khủng quý vị nhá. Đây là một cây xanh quê khủng bạn ấy đang tạo tác. Lương có cây xanh quê này có lẽ là to nhất vườn nhỉ. Cây xanh quê, cây xanh quê thì to nhất vườn. Lương có thể chia sẻ một chút cây xanh quê này thì Lương mua về lâu chưa? Cây xanh quê này thì mình cũng có duyên là mua được lại của bạn chị. À. Cùng với cây Phúc Am. À. À, thì cùng với cây Phúc Am. Phải nói là cây xanh quê này có cái thân pháp phải nói là thì cái lần, ấn tượng. Cái lần đầu tiên anh Tuấn Anh rủ mình xuống cái nhà bạn chị thì bạn chị gọi cho anh Tuấn Anh rất nhiều. À. Thế nên là anh Tuấn Anh chưa xuống nhà bạn chị bao giờ. À. Thì nhờ bạn chị là nhờ anh Tuấn Anh làm. Thế xong khi mà mình xuống cùng anh Tuấn Anh thì mình mới gặp cây xanh quê này, thì mình thấy thực sự là nó gây ấn tượng cho mình. Đó, nó gây ấn tượng mình. Thì bạn chị bạn nó cũng rất là yêu cây. Đấy thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ được sở hữu. À. Thế nên nhưng mà có một cái bạn chị ở đâu nhỉ? Bạn chị ở Hưng Yên. À, bạn chị ở Hưng Yên. Bạn chị ở Hưng Yên. Đấy. À. thì bạn ấy cũng rất là yêu cây. Đấy, xanh nhưng quê mà có cái chân bệ đẹp thế này. Đấy, đấy xong thì bạn chị ở Yên Mỹ đấy, Yên Mỹ Hưng Yên. À, Yên Mỹ Hưng Yên. Đấy thì rất là duyên thì hai anh em lại sau thì lại chơi cùng một câu lạc bộ ở dưới câu lạc bộ Như Quỳnh ấy. À. Thì cũng nhiều lần trao đổi và cũng có nhã ý với bạn ấy. Rồi. Thì bạn ấy lại để lại. Đấy. Để lại cho mình hai cây xanh quê này, một cây xanh quê này và một cây Phúc Am kia. Cái này thì mình phải nói thật với nhau là một cái cây, một cái phôi rất là quý. Cái mặt đằng này thì nó bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi và chăm chút tạo tác vài năm tới thôi. Cây xanh quê như thế này. Đây mặt này thì mặt sau. Đấy nhưng mà cái vấn đề là về cái đường thân thì nó mịn hơn. Thân này, những cái lu này, độ méo này và những cái nét nghệ thuật. Cây này cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc. Tuy chỉ là phôi thôi. Nhưng phôi cho chúng ta rất nhiều cái cảm xúc. Một phôi rất là khủng quý vị nhá. Cây này sau
Bạn ơi, cây này xong khi hoàn thiện có phải đến cao đến 2 mét hơn không? Chắc phải hơn 2 mét đấy. Hơn 2 mét đấy. Nó khoảng 2, nếu mà lên trên kia nó khoảng tầm 2 mét 3. Nó khoảng 2 mét 2 đến 2 mét 3 gì đấy. Rất cao, rất to. Và đây cũng là xanh quê này quý vị này. Chúng ta đến với cây xanh quê lửa của bạn Nương. Cũng khá nhiều xanh quê chất đấy. Cây này cũng đang trong quá trình tạo tác. Cây này mình nghĩ đây là như là cái chất liệu xanh nam điền hạt đấy, đúng không? Cái này thì nó là theo mình thì gọi là cây nam điền hạt. À. Cây gọi là cây xanh hạt. Nhiều anh em thì hơi nhầm là cây nam điền. À. Nhưng mà mình thì bỏ là không, cái cây này nó là cây xanh quê. Đấy. Cứ gọi là xanh quê đi. Cứ gọi là xanh quê đi. Nhưng mà mình xét chuẩn ra thì nam điền hạt. Cổ ngọn này quý vị ơi. Cái cổ ngọn làm kỹ quá. Cắt chuyển quá nhiều. Đấy đây. Đây là cái vết tích của cái vấn đề mà không có lưới. Nó bị nắng xéo. Nắng xéo đây. Nó nắng xéo. Đấy thì rất là may nó không cháy, cái cùi này nó không bị ảnh hưởng. Nhưng nó không nặng bằng đây. Cái này nó ảnh hưởng, nó chỉ dạn ra thôi. Xém tí. Cái này nó đây. Thì đấy thì đây nó là những cái mà cái này là khi, không có lưới khi, này khi, bị... mình đánh đổi, phải đánh đổi bằng thời gian. Không có lưới thì mà khi mùa hè đây này. Đúng không? Không có lưới này. Đấy đấy. Cái chỗ này thì sao lại bị thế này? Trước nó bị chéo nắng ấy. Khi mà cái cây của mình nó còn lá. Đấy nhưng mà cái chỗ này nó không có, nó bị xéo nắng. Nó xéo nắng quá cho nên là nó bị rạn ra như thế này. Và chỗ này nó là cái nó mỏng hơn nên nó bị cháy. Còn chỗ này nó bị rạn. Đấy. Cho nên là cái mà mình quyết định là làm lưới tất cả là về kể cả những cái cây mà nó có lá thì mình cũng sợ nó như thế này. Bạn ơi, bạn có cái xanh quê này mình cũng ấn tượng quá này. Ui, phải nói là cây này cái bệ hiện nay mà đang phủ một chút quý vị nhá. Đang bị là đất che bệ. Cây này phải nói là cái cốt chậu khủng khiếp nhỉ. Chảy hết rồi. Cái cây này thì mình mua lại của anh Hải Tử Liên. Ui thì bây ơi. Giờ cái chậu mình mới đưa cho anh Hùng, anh ấy ký đá cây phi lao. Thì cái chậu nó chỉ có khoảng độ tầm sâu, nó khoảng độ tầm chưa đầy 7 phân, 5-6 phân thôi. Mà nó sống đấy là mười mấy năm trên cái chậu đấy. Ê, nhưng mà rất chậu. May là cái chậu đấy thì lại không khoan lỗ. Thế nên là tưới bao nhiêu nó đọng lại, nó chỉ có khoảng độ tầm 5-7 phân thôi mà. Thế hả? Đấy, thì lúc đấy thì là mình mua lại thì là mình mới về mình mới thay. Đấy, thì đấy, đây cũng là một cái vết tích của cháy đấy nè. Đấy. Đấy, đâu bạn? Đấy, đây là một cái vết tích của cháy. À, đấy khi mà mình mua lại của anh Hải Tử Liên thì cái đây này nó bị cháy đúng không? À. Nó bị cháy thì thực ra thì mình cũng nghĩ nó không cháy sâu như thế này. À. Đấy thì nó bị cháy âm. Cái cháy âm thì bắt đầu là mình cắt vào cái mùa đông mình xuống lá. Thì lúc đấy nó gần hoàn thiện rồi, cái này nó gần hoàn thiện rồi. Mình xuống lá. Xuống lá thì bắt đầu là nó cháy âm thì bắt đầu là nó yếu. Bắt đầu nó chết cái tay cành này lại thì bắt đầu là lại phải làm lại, xây dựng lại từ đầu. Chứ không là cây nào hoàn thiện rồi đúng không? Đấy, vì nó còn có mỏng quá. Nó mỏng quá thế nên là khi nó cháy bắt đầu là vào mùa đông nó không chịu được, bắt đầu nó mới chết cái cành đấy. Cái này cái chất lá này như đá ớt ấy, đúng không? Cái này là cây xanh lá ớt. Lá ớt và... Quý vị ở Bosa Đô Huy đánh giá rất cao cái nét cốt chậu và cái độ hóa của cây này nha quý vị nhá. Cái cấu trúc thân của cây này đặc biệt lắm. Là không biết là chia sẻ thì Bosa Đô Huy cũng cố gắng chia sẻ cho quý vị để quý vị hiểu rõ, nhìn rõ. Nhưng cây thì hoàn thiện nhưng mà hiện nay bạn ấy đang do cái quá trình nó bị cháy nên là phải làm lại một số. Thực ra là mình rất thích cái tay Hoành này. Cái tay tay Huyền này. Tay gọi là tay chiếu thủy đây. Đấy, tay chiếu thủy. Tay chiếu thủy đây. Khi mà nó cháy nó yếu thì anh em cũng rất là nhiều người, anh em khuyên mình cắt từ đây đi. Đấy, cắt đây đi để bỏ để làm cái tay này lại, nhưng mà mình bảo là nó như thế thì cái nét cây này nó không còn nhiều giá trị. Và trong này là đá quý vị nhá. Nhưng hiện nay đã cây đã bò kín đá rồi. Gần chỉ như còn là nó nhiễn hết rồi. Chúng ta nhìn xa thì chúng ta hình dung là như một cái thân rồi. Mà quý vị nhìn thấy những cái điểm lồi lõm co lắc của cái thân này. Nhìn phê lắm. Cây này thì mình nghĩ là cho lổi chân bệ lên thì ngắm nó càng phê nữa nhỉ. Thực ra cây này nó cũng mất khoảng 3 năm rồi, mình 3 4 năm rồi. Thế nên nó bị hơi bị lụt đất. Đấy, cây này lên độ khoảng gần chục phân nữa, chân bệ thì còn nó còn hơi đã nữa quý vị ạ. Nó hơi lụt đất. Cái này kích lên khoảng tầm 5-7 phân nữa thôi. 5-7 phân nữa là nó nổi chân. Cây xanh quê rất là giá trị của bạn Lương đấy quý vị ạ. Mà đây nữa, đây còn xanh quê nữa quý vị này. Cây này thì cái bệ nhìn đã thấy hình con rùa rồi, cụ rùa rồi. Cái chất xanh này nó cũng là một cái chất xanh mà cái lá, cái răm nó dày lắm. Mà nó mập răm lắm.
cứ đẹp, cứ chất đẹp, nghệ thuật chúng ta trân trọng. Và hôm nay thì bên cạnh cái dàn cây rất nhiều cây Lam Điền quý, thì bên cạnh đó bạn Lương cũng có những cái cây xanh quê đặc biệt. Thì những cây đặc biệt đó thì trong thước phim này Bò Xa Đa Huy cũng đã truyền tải cho quý vị rồi. Đây, và đây cũng xanh quê nữa quý vị này. Đấy, cây này cũng xanh quê. Mà cây này cũng là cây xanh quê, nhưng mà cây này cũng xanh quê này. Cây này cái xanh quê chú Quân chú ghép làm móng đấy. Chú Quân Thường Tín ấy. À. Thì chú ghép làm móng thì cái cũng lâu rồi. Thì mình xuống nhà chú chơi mình chỉ thích mỗi cái tay này. À. Mình mua đây là xanh quê đây này. Đấy. À. Lá xanh quê này. Rồi rồi. Nên chú ghép thì gần như bây giờ không nhìn thấy nữa. À. Gần như là không phát hiện vết ghép nữa rồi. Ghép làm móng ấy hả? Đấy, không ghép Lam Điền. Ghép Lam Điền. À, ghép Lam Điền. Cái lúc đấy là cái lúc phong trào để ghép Lam Điền, mọi người ghép Lam Điền. Cái này xanh quê mua của chú Quân ghép Lam Điền rồi. Đấy, thế nên là lúc xuống thì thích cái tay đấy. Đấy, cái đằng này thì nó là cái cây kiểu xanh quê như này, mình nghĩ nó còn là cây khai thác thôi. À. Đấy, nó bị mục các thứ này nọ. Nhưng mà mình thích cái tay này. Bạn ấy thích cái tay hoành này. Đấy, nó nghịch nghịch cái tay. Thế lúc đấy là mua của thế chú để cho cháu cái cây này. Thế về cũng làm mấy năm rồi. Tương đối rồi, tương đối hoàn thiện rồi. Nhưng mà kính thưa quý vị, đến đây thì Bò Xa Đa Huy xin phép quý vị và bạn Lương được dừng lời đây. Cảm ơn bạn nhá. Rồi, xin chào. Chúc cho bạn sẽ chăm sóc này, tạo tác cái dàn cây của bạn, cả xanh quê cả Lam Điền, sẽ ngày một đẹp hơn, sẽ đưa những cái tác phẩm của mình sẽ một ngày nào đó sẽ ra cái sân chơi cho quý vị yêu cây được chiêm ngưỡng. Thực ra thì hôm nay là rất là cảm ơn Đức Huy qua chơi và Đức Huy động quay cái vườn cây của mình để gửi tới tất cả các chú, các bác, anh chị yêu cây trên cả nước. Thì thực ra là mình có một lời chúc là tất cả anh em chơi cây và các bác là chơi cây trên cả nước là mạnh khỏe. Và thực ra thì cái vườn cây của mình thì cũng vẫn còn rất là non trẻ, vì mình cũng mới dựng được là từ năm 2018 bắt đầu bắt tay vào dựng cái vườn này để chơi. Thì đến bây giờ nó cũng được vào cái năm thứ 6. Thế nên là cũng là một cái vườn cây rất là non trẻ. Thế nên là cây thì nó cũng chưa được chuyển chu lắm. Thế nên là cũng mong sao là tất cả các bác, các anh, các chị là có những cái gì thì chỉ bảo để trong cái môn cây cảnh này của những người đam mê sẽ càng ngày càng phát triển hơn, và để cho những cái sân chơi của mình càng nhiều cái cây đẹp hơn để cho tất cả bà con, anh em yêu cây thưởng lãm càng ngày càng nhiều cây quý. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe tất cả toàn đại gia đình, anh em yêu cây và các bác yêu cây trong cả nước. Cảm ơn bạn nhé. Kính thưa quý vị vừa được ngắm cái dàn cây xanh quê của bạn Lương. Và cái tư duy của bạn ấy, cách làm của bạn ấy thì phải nói là một người mới trẻ. Bạn ấy bằng tuổi Bò Xa Đa Huy, nhưng cái tư duy của bạn ấy, cách làm của bạn ấy thì đáng chúng ta phải học tập. Bạn ấy chơi cây thì cũng như chia sẻ thì cũng chỉ có 6-7 năm thôi. Nhưng cái mức độ phát triển thì phải nói là bằng người khác đi mấy chục năm. Thì chúng ta phải học tập những cái tư duy, những cái đột phá của bạn ấy. Thì Bò Xa Đa Huy chúc cho vườn cây An Mộc Viên và vườn cây của bạn Lương ngày một phát triển thăng tiến nhiều hơn nữa, và chúc cho nền cây cảnh Việt Nam ngày một phát triển. Và Bò Xa Đa Huy đến đây cũng xin phép được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.